Ba con giáp cưỡi gió đạp mây, giàu sang phú quý trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, chúng ta đã biết mỗi một con giáp đến mỗi cái thời khắc nhất định sẽ là cái thời khắc hoàng kim của họ. Nhờ có nhiều cái sao tốt chiếu mệnh mà ba con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những cái bước tăng trưởng rõ rệt trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024. Với những cái kết quả tốt đẹp đạt được thì những con giáp này như hóa phượng hóa rồng, vận may cứ liên tiếp ập đến, tiền đến mỏi tay, một số người cứ nằm chơi thì cũng có tiền. Có thể nói họ chính là những con người mà có cái vận trình rực rỡ, bừng sáng trong cái tháng 2 âm lịch này. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết được mình có nằm trong một trong những con giáp may mắn có vận trình thăng tiến, công danh phát đạt trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch này không nhé. Thưa quý vị, đầu tiên, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, bước sang tháng 2 âm lịch thì cái vận trình của những người tuổi Tỵ bất ngờ phất lên như diều gặp gió. Cuộc sống và công việc thì vô cùng là hanh thông. Những cái tin vui nó có liên tiếp nó ập đến, giúp cho các bạn gì sẽ may mắn thu về những khoản lợi nhuận đáng kể. Thưa quý vị, trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch thì cũng dự báo cái vận quý nhân nó tăng mạnh với những người tuổi Tỵ. Nhờ đó mà những gia chủ tuổi Tỵ cũng sẽ dễ dàng đạt được những cái điều mà mình mong muốn dưới sự hỗ trợ của quý nhân. Thời điểm này thì xung quanh các bạn có rất nhiều người có thể cho bạn những cái ý kiến hữu ích. Nếu mà có thể chắt lọc những cái thông tin phù hợp thì cuộc sống của những người tuổi Tỵ cũng diễn ra được suôn sẻ hanh thông từ giờ đến cuối năm. Công việc trong cái thời điểm này cũng có nhiều cái cơ hội để phát triển. Tình hình thì ngày càng ổn định. Các bạn cũng tự tin phát huy cái năng lực của mình. Cái sức ảnh hưởng của những người tuổi Tỵ trong cái tập thể thì ngày càng được khẳng định, được người trên kẻ dưới trọng dụng ủng hộ. Mở rộng cái con đường thăng tiến, danh lợi thì đều được như ý. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên đề phòng những hung tinh có thể kéo theo cái vận tiểu nhân gây họa như là ghen ghét, đố kỵ với những cái lợi thế mà bạn đang có. Thái độ làm việc khiêm tốn, biết mình biết ta sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ tránh được những cái rắc rối không đáng có trong cuộc sống. Bên cạnh đó, về mặt tài lộc thì trong 5 ngày đầu tháng thì cái tài vận của những người tuổi Tỵ sẽ có những cái lúc thăng, lúc trầm, nhưng mà rất may mắn cái xu hướng chung ấy là tăng trưởng ổn định và cái nguồn thu nhập thì cũng sẽ được gì được đảm bảo cho những người tuổi Tỵ. Với những người làm kinh doanh buôn bán thì tình hình sẽ có nhiều cái khởi sắc. Các bạn sẽ cảm thấy là tài lộc của mình dần dần được cải thiện, đặc biệt là về mặt kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính. Những người tuổi Tỵ có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt và thu được những cái lợi nhuận tốt. Đấy. Tuy nhiên, quý vị cũng không nên quá chủ quan, làm gì thì cũng nên duy trì cái thái độ thận trọng để gì cái vận may nó được đảm bảo. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi cũng là những con giáp may mắn trong cái thời gian 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Trong cái tháng Đinh Mão này mở ra những cái bước chuyển mình mạnh mẽ cho những người tuổi Mùi, khi đây là cái thời điểm quan trọng mà các bạn gì đã hiện thực hóa được những cái mục tiêu, những cái kế hoạch của mình. Công danh và sự nghiệp thì đều có những cái tiến triển rõ rệt. Những người tuổi Mùi sẽ dễ dàng được ghi nhận cái năng lực, được đánh giá cao với những cái ý tưởng thú vị mà các bạn đưa ra. Làm gì thì cũng được tập thể ủng hộ. Chính cái tinh thần làm việc hăng say và sáng tạo cũng sẽ giúp các bạn đạt được những thành tích đáng nể. Nên quý vị hãy cố gắng duy trì cái phong độ của mình càng lâu càng tốt. Không những vậy, trong thời gian này thì các mối quan hệ trong công việc cũng rất là hài hòa, tốt đẹp. Có người còn có thể vô tình được quý nhân để mắt và giúp đỡ. Quý nhân có thể là bất cứ ai xung quanh các bạn. Dẫu vậy, các bạn cũng đừng vội ngủ quên trên cái đỉnh vinh quang. Càng thuận lợi thì phải càng bình tĩnh, sáng suốt để đưa ra những lựa chọn. Từ đó mới không bị tụt hậu về sau. Thưa quý vị, bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi thì cái tài lộc của những người tuổi Mùi cũng sẽ được tài tinh nó chiếu mệnh. Nên là có nhiều cái điểm sáng. Quý vị kiên trì làm ăn thì tiền bạc cũng cứ
đổ về túi ầm ầm. Rất có thể các bạn sẽ có những cái thu hoạch bất ngờ, tiền đến phải giữ thật chặt, chứ đừng để thất thoát vì thiếu cái sự quản lý tài chính của mình. Đặc biệt với cái việc mà được nhiều cát tinh nơi chiếu mệnh trong 5 ngày đầu tháng này thì cũng rất thích hợp để bản mệnh gì mưu cầu đại sự, mưu cầu công danh, mưu cầu tài lộc. Khi mà các tín hiệu về tử vi tích cực đang hướng về phía bạn thì đây là một cái thời điểm có thể nói là cực kỳ may mắn đấy, danh lợi thì song toàn với những người tuổi Mùi. Bên cạnh đó, mặc dù khá bận rộn với các dự án tiềm năng nhưng mà con giáp này vẫn luôn có nhiều cái thời gian hạnh phúc viên mãn bên gia đình, nhân duyên thì cũng được thúc đẩy, cái chuyện tình cảm lứa đôi thì ngày càng hài hòa và tốt đẹp hơn. Các cặp đôi có thể tính đến cái chuyện kết hôn trong cái thời gian tới. Những người độc thân thì vượng vận đào hoa, tuy nhiên rất dễ rơi vào cái tình trạng là ngày lắm mối tối lắm không, quý vị vẫn nên cân nhắc thận trọng khi mà lựa chọn. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, cũng như là gia tăng thêm may mắn tài lộc thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Dần được cục diện là Dần, Mão, Thìn là tam hội. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Dần may mắn được trời thương Phật độ nên là có thể gặt hái được nhiều cái thành công vang dội trong cái vận trình sự nghiệp của mình. Các cụ nói ở hiền thì gặp lành, chăm chỉ nỗ lực thì thành công sẽ tự tìm đến. Các bạn đang làm rất tốt cái điều này. Bên cạnh đó, các chuyên gia tử vi tâm linh học cũng dự báo trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch sẽ là cái khoảng thời gian suôn sẻ và giàu cái thành tích đối với những người tuổi Dần. Cái vận trình của những người tuổi Dần cũng sẽ có nhiều cái sự thay đổi, xu hướng chung là đi lên. Mọi thứ thì đều nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Dần. Bên cạnh đó, sự nghiệp đang trên đà phất lên, đấy, chính cái sự quyết đoán và nhanh nhạy mang tới cho những người tuổi Dần ấy, những cái lợi thế trong công việc. Khi mà đã lao vào guồng quay công việc thì họ dễ nắm bắt được cái định hướng, cái đường hướng đi lên và ngày càng thăng hoa hơn. Khả năng thăng tiến của những người tuổi này thì cũng ngày càng cao hơn khi mà cái năng lực của các bạn cũng được nhìn nhận và đánh giá đúng ở cái tình trạng hiện tại. Nhìn chung ấy, cái vận may sự nghiệp của những người tuổi Dần có nhiều cái cải thiện trong 5 ngày đầu tháng 2 này. Các bạn nên nắm bắt đầy đủ cái cơ hội, đồng thời duy trì cái trạng thái làm việc hiệu quả để đạt được cái thành công xứng đáng với mình. Thì ngoài ra, quý vị hãy luôn tự tin vào bản thân, biết tận dụng những cái nguồn lực khác nhau để bứt phá sự nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, công việc của những người tuổi Dần cũng tiến triển khá là tốt đẹp, kéo theo cái thu nhập nó cũng có nhiều cái điểm sáng. Con đường kiếm tiền và làm giàu thì ngày càng được mở rộng, con đường phát triển thì ngày càng được bền vững. Nếu mà có cơ hội hợp tác, kinh doanh hoặc là đầu tư thì các bạn cũng nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành, gì sẽ mang lại cho các bạn những cái điều tốt đẹp nhất đến với các bạn. Nói chung ấy, trong cái tháng này thì có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, đặc biệt là đào hoa tinh nó đưa đường dẫn lối. Vậy nên nhân duyên của những người tuổi Dần thì cũng được khởi sắc, cái đường tình cảm thì khá là đặc sắc, nhiều cái mối nhân duyên cát lành nó có ập đến. Những người độc thân thì hoàn toàn có cơ hội là thoát ế trong thời gian này. Vậy nên các bạn hãy chủ động nắm bắt và mở rộng cái mối quan hệ để nhanh chóng tìm được cho mình những đối tượng phù hợp. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ ba. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, chúng ta sẽ có 3 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau đây. 1 là tuổi Tỵ, 2 tuổi Mùi, 3 tuổi Dần. Đó là 3 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. Kính thưa quý vị, thì ngoài 3 con giáp may mắn này ra ấy, thì trong cái tháng 2 âm lịch chúng ta cũng sẽ có những con giáp xui xẻo. Đây là 2 con giáp được dự đoán là sẽ gặp không ít khó khăn vất vả trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Sóng gió cứ ập đến bất ngờ, công sức thì dễ bị đổ bể, tiền bạc thì dễ bị tiêu tán.
Cái điều quan trọng nhất lúc này là các bạn phải giữ vững tâm trí để đủ sáng suốt đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp hơn. À, quý vị thân mến, con giáp xui xẻo đầu tiên trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. À, thưa quý vị, vận xui sẽ đeo bám những người tuổi Thìn trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, khiến cho họ nhiều phen phải lao đao lận đận. Cuộc sống thì có nhiều cái đảo lộn. À, các bạn nên có sự cân nhắc trong các kế hoạch công việc để đề phòng những cái bất trắc có thể xảy ra. À, theo đó, nói chung những người tuổi Thìn cũng được dự báo là có thể phải đối mặt với nhiều cái áp lực do cái cục diện tử vi của các bạn trong cái thời điểm này nó không tốt. Vận khí nó suy giảm, họa thị phi thì nhiều, tiểu nhân thì cạnh tranh, đố kỵ, nó đang gì treo lơ lửng trên đầu các bạn. Họ có thể luôn đẩy bạn vào cái hoàn cảnh khó khăn, bất lợi bất cứ lúc nào. À, chính vì vậy mà những người tuổi Thìn trong 5 ngày tới thì các bạn cũng cần phải cẩn trọng để tránh xa bị kẻ xấu hãm hại. À, thêm nữa, công việc là cái phương diện phải chịu tác động mạnh mẽ nhất. Ngay cả những công việc thường nhật mà các bạn vốn quen tay thì vẫn thường phát sinh ra nhiều cái vấn đề trục trặc một cách bất ngờ. Dù có năng lực nhưng mà những con giáp này cũng khó phát huy theo cái ý muốn của mình. Bên cạnh đó, sự nghiệp thì đứng trước nhiều cái thử thách, các mối quan hệ với đồng nghiệp thì cũng không được hài hòa, lại còn có điềm báo về cái sự đấu đá ngầm, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thời điểm này thì các bạn cần phải có tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề nó nảy sinh. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc và cái thu nhập của những người tuổi Thìn trong thời gian này thì cũng không được tăng là mấy, mà còn có nguy cơ bị thất thoát, khó có thể kiểm soát được. Điều này có thể liên quan đến những cái thách thức nghề nghiệp hoặc là do những quyết định đầu tư cá nhân thiếu chính xác. Các bạn nên tính toán thận trọng trong các hoạt động cầu tài, kẻo gì toàn gặp phải những điều xui xẻo. Đầu tư mạo hiểm không phù hợp trong cái thời điểm này, các bạn nên hạn chế mở rộng hay là thực hiện những kế hoạch lớn lao. Đó. Bên cạnh đó, áp lực nó bủa vây nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái sức khỏe cũng như là gì đến cái tài vận của những người tuổi Thìn. Cái vấn đề duy nhất mà các bạn cần phải lưu tâm trong 5 ngày đầu tháng này là phải gì chú ý đến giấc ngủ và cái chế độ ăn uống của mình. Các bạn dễ gặp tình trạng mất ngủ hoặc là gì giảm chất lượng giấc ngủ, khiến cho cơ thể bị uể oải, thiếu cái năng lượng. Đối mặt với những cái thách thức trước mắt, nếu không có một cái nền tảng sức khỏe ổn định thì các bạn rất dễ bị gục ngã, nên có sự điều chỉnh kịp thời và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn nhé. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong 5 ngày đầu tháng. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ hai trong 5 ngày đầu tháng không ai khác thì đó chính là những người tuổi Ngọ. Ở trong tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Ngọ gặp cục diện là Ngọ và Mão là cục diện tương phá. Các chuyên gia tử vi học cũng dự báo những người tuổi Ngọ cũng phải đối mặt với cái tình trạng là hung vận nó tăng lên trong những ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Bản mệnh làm gì cũng cần phải thận trọng, tính toán trước sau. Nhiều cái thách thức nó sẽ ập đến khiến cho bản mệnh gì không được nghỉ ngơi. Nói chung ấy, cái thời điểm này thì công việc gần như là gì cái phương diện chịu tác động cũng mạnh mẽ nhất. Khối lượng công việc thì tăng mạnh, kèm theo đó là những cái áp lực về tinh thần khiến cho những người tuổi Ngọ vất vả đương đầu cũng như là gì tìm cái giải pháp. Bản mệnh gần như là luôn phải tự lực vận động, một mình cáng đáng mọi việc mà không nhận được cái sự hỗ trợ nào. Những người tuổi Ngọ cũng nên có cái sự đề phòng trong các mối quan hệ xã giao, kéo lại bị người xấu đâm lén sau lưng. Đây cũng là cái thời điểm mà con giáp này cũng không được gì chảnh mảng, kéo cái gì cái vận trình của mình lại đang càng ngày càng sa sút nghiêm trọng. Rất may là có sự xuất hiện của cát tinh nó hóa giải phần nào cái hung vận đó, nhưng mà đòi hỏi những người tuổi Ngọ cũng phải hết sức nỗ lực thì mới tìm ra được những giải pháp và có những cái chuyển biến tích cực về sau. Bên cạnh đó, vấn đề tài chính của những người tuổi Ngọ thì cũng duy trì ở mức ổn định, được coi là cái điều may mắn đối với họ trong thời gian này. Cơ hội làm giàu thì không có nhiều, công việc thì nhiều cái nguy cơ có thể ảnh hưởng đến các khoản thu nhập cố định của những người tuổi Ngọ trong thời gian tới. Những người làm ăn kinh doanh, đầu tư tốt nhất là nên bình tĩnh, chờ đợi một cái khoảng thời gian thích hợp hơn. Không nên quá vội vã hay là nhắm mắt nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của bất cứ ai. Vào cái lúc hung vận tăng cao như thế này thì các bạn tốt nhất là nên tập trung vào các công việc đang còn dang dở, không nên mở rộng hay là bắt đầu các kế hoạch mới kéo cho gì cái hung vận nó gia tăng, nó khiến cho các bạn mất trắng bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó,
cái chuyện tình duyên của những người tuổi Ngọ trong cái thời gian này cũng khá là kém. Đấy. Nói chung ấy, có những cái thay đổi bất ổn trong các mối quan hệ mà các bạn không thể chủ quan. Công việc thì bận rộn, tinh thần thì bất ổn, khiến cho những người tuổi Ngọ khó có thể tiết chế được cái cảm xúc của mình. Có thể làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ với những người thân. Vợ chồng thì nên chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau vượt qua những khó khăn, những nghịch cảnh này nhé. Thêm nữa, sức khỏe của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng không được lý tưởng cho lắm, do bản mệnh hay rơi vào cái tình trạng căng thẳng, mất ngủ, tâm trạng thì uể oải, thiếu cái năng lượng. Khi mà áp lực tăng cao thì các bạn nên chú ý nghỉ ngơi, thư giãn để tránh cái gắng sức quá sức. Đấy, tránh để bị căng thẳng tinh thần, bị sợ chết. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo nhất trong cái 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch. Trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch, chúng ta sẽ có hai con giáp cực kỳ xui xẻo, dễ bị sao quả tạ chiếu mệnh và gặp nhiều cái vận xui trong cuộc sống. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Thìn, hai là tuổi Ngọ. Tuổi Thìn gặp cục diện là Thìn Mão là lục hại, tuổi Ngọ là gì? Ngọ Mão là tương phá, vừa hại vừa phá. Nên là đây là hai con giáp dễ bị sao quả tạ chiếu mệnh và gặp nhiều cái điều xui xẻo. Đó. Thưa quý vị, như vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp may mắn và hai con giáp xui xẻo trong 5 ngày đầu tháng 2 âm lịch năm 2024, nó giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.